Mày không nhớ tao chứ gì? Chết đi! Chết! Bộ phim Thiên Thần Công Lý do TV2.org thực hiện thuyết minh. George, cô ấy về rồi. Cô ấy thấy nó chưa? Đừng có vẫy. Được rồi. Mẹ ơi, nhanh lên. Mẹ ơi, 5 năm trước. Riley, bà quay lại rồi. Riley, đi tiếp đi con. Tôi biết là cô nghe thấy tôi. Thật tình tôi không biết cô đã nghĩ gì nữa. Xin lỗi bé, tôi đã nói xin lỗi rồi mà. Bãi đỗ xe này là gian hàng của chúng tôi. Tôi đã đến Pottery Barn, ai cũng biết điều đó. Chúng tôi có vị trí này là nhờ bán được nhiều bánh quy đom đóm Giáng sinh hơn ai hết. Có lẽ nếu cô đến dự cuộc họp các mẹ thì cô sẽ biết. Có phải cũng có thể ngồi không trong một căn nhà hoàn hảo ở phía nam đại lộ đâu, Pep. Có người còn phải đi làm đấy. Tôi sẽ gửi đơn khiếu nại trong cuộc họp phụ huynh sắp tới. Vâng, cứ tự nhiên. Tôi không nghĩ cô đủ tư cách tham gia đội đom đóm. Cả hai mẹ con cô. Đi thôi, Penelope. Đồ mất nết. Đừng nói thế. Sự thật mà mẹ. Có lẽ thế. Nhưng vẫn không được. Lẽ sao mẹ nên đấm cho bà ta tắt điện luôn.
đấm cho bà ta tắt điện à? Con không thể đi xung quanh và đấm hết mấy kẻ khốn nạn được. Cái gì con cũng sẽ tồi tệ như chúng vậy. Mẹ, con biết mẹ xin nghỉ làm sáng nay. Cảm ơn mẹ đã nghĩ giúp con. Con biết con tuyệt vời đến mức nào không? Chúc mừng sinh nhật con, lên xe đi. Chạy chạy nhanh, nhanh nhanh lên. Nghe này, tôi sẽ không hỏi. Anh nghĩ là khi nào? Tháng sau. Được rồi, vâng, cảm ơn. Chào bố, chào bé con. Con sao rồi? Chào anh, ổn ạ. Em phải về nhà lúc 4:30. Được. Có người sắp tổ chức tiệc sinh nhật kìa. Mấy đứa nhỏ sẽ đến lúc 4 giờ. Một mình anh có lo nổi 30 phút không? Bao nhiêu đứa? Tất cả bạn bè con luôn bố. Chris, no, mọi thử thách trong đời đã chui dẹt anh cho sự kiện này đấy. Mẹ mượn rồi, yêu con. Yêu anh, chào anh, yêu em. Chào cả hai bố con. Đến đây nào, bé sinh nhật. Chào ông Watson, tôi xin lỗi vì đã đến muộn. Ta sẽ nói chuyện đó sau. Tôi phải đi mua sắm cho Giáng sinh đã. Vâng, và hôm nay tôi muốn cô đóng cửa hàng. Thật ra hôm nay là Didi đã gọi báo ốm, nên cô phải đóng cửa hàng. Hôm nay là sinh nhật con gái tôi. Cô xin tăng ca mà. Tôi đáp ứng rồi đấy. Cô sẽ đóng cửa hàng. Anh chắc chứ, Mickey? Chắc 100%. Vì đừng đặt tôi vào tình thế đó. Tôi cũng có con mà. Chỉ 10 phút. Cuộc đời chúng ta và con cái sẽ thay đổi mãi mãi. Chắc không có ai biết cả. Anh chỉ cần lái xe thôi. Mọi việc khác để tôi lo. Tôi không biết, Mickey. Tôi không biết nữa. Anh muốn mua nhà cho Riley, đúng chứ? Cho Carly đi học ở trường tốt. Cái nơi nhớp nhát này không giúp được anh chuyện đó đâu. Nhưng vụ này thì có. Chào cả nhà. Mẹ về rồi. Chúc mừng sinh nhật. Mọi người đâu cả rồi? Không ai đến cả. Không ai đến à? Riley, Peg đây. Hãy quên cái chuyện tranh cãi ở bãi đỗ xe đi nhé. Hôm nay chúng tôi tổ chức một buổi tiệc mừng ngày lễ. Penelope đã mời cả lớp. Tôi nghĩ thiệp mời Carly chắc đã bị thất lạc rồi. Cứ tự nhiên ghé qua nếu nhà cô rảnh rỗi. Tôi chắc là cô đã nhớ địa chỉ. Phía Nam Đại Lộ. Hy vọng sớm gặp lại cả nhà cô. Cô đã bảo mà. Lẽ ra mẹ nên đấm cho bà ta tắt điện luôn. Phải biết gì không? Chúng ta cũng đâu cần họ. Sinh nhật của con mà. Sinh nhật của con banh chành rồi, Holly. Anh nói. Thật thế mà. Nhà mình sẽ ra ngoài ăn pizza. Chỉ ba chúng ta thôi, sẽ vẫn vui mà. Rồi sau đó mình sẽ đến hội chợ Giáng sinh. Tuyệt, đúng, hội chợ Giáng sinh. Và đến khi đó, ta sẽ chơi hết mọi vòng xoay, chơi hết mọi trò chơi, lao vào mấy nơi đầy vi trùng, vi khuẩn này nọ. Nhưng mẹ chấp nhận hết vì hôm nay là sinh nhật con. Và sau đó là kem ạ. Kem, kem. Đúng thế, chính xác. Con muốn ăn bao nhiêu kem cũng được. Nhà mình sẽ có một đêm tuyệt vời. Con mặc áo khoác vào đi. Nhanh, nhanh lên. Dạ, con sẽ xuống ngay. Em xin lỗi, em chỉ, em này. Chúng ta sẽ không như thế này mãi đâu. Anh hứa chứ? Có. Anh hứa. Đến đây nào. Mickey đây, hiện giờ tôi đang bận. Hãy để lại lời nhắn. Mickey, chào anh, Chris đây. Tôi rút. Tôi không muốn liều lĩnh. Không đáng đâu, anh bạn. Được rồi, nghe này, tôi xin lỗi. Gọi lại cho tôi khi anh nhận được tin nhắn.
Bố con đâu rồi? Ở ngoài này ạ. Tốt rồi. Hội chợ. Hoan hô. Được rồi. Mình đi thôi. Hội chợ. Còn háo hức quá. Tao đây. Có sếp đó không? Tao tìm ra thằng còn lại rồi. Mày thật sự định cướp tao à? Mày nghĩ mày có thể thoát được sao, Mickey? Sếp gặp sếp là Cortez. Tao phải nghe điện thoại. Hy vọng mày không phiền, Mickey. Nói đi, mày tìm được gì rồi? Em đang theo thằng còn lại. Anh muốn em làm gì? Xử nó. Để làm gương. Hoành tráng vào. Mickey. Đây là thứ mà mày muốn à? Phải không? Nó sẽ giải quyết được toàn bộ vấn đề của mày à? Sướng nhỉ? Có tiền đầy người. Đúng không? Đúng không hả? Thằng mất tài. Hoan hô, con là vua. Hôn mẹ cái nào. Đạp tay. Em cố mở mắt mọi lúc. Hy vọng là trông anh sáng sủa một chút. À không hẳn, nhìn con kìa. Anh xấu quá đi. Cũng bành đấy chứ. Kem. Ăn kem thôi. Nhanh lên, bố mẹ tới ngay đây. Vị gì đây nhỉ? Hai cây Rocky Rose thật ngon. Còn tiểu cô nương đây là Bạc Hà, hai muỗng. Và kem Bạc Hà, hai muỗng. Được rồi, hôm nay là sinh nhật cô bé. Chúc mừng sinh nhật cháu, cảm ơn cô. Cùng với, vâng, con đồng ý. Chúa ơi, nhìn kìa. Mẹ thử được chứ? Mẹ thích không? Sinh nhật vui vẻ. Chào bé con. Em đi lấy ít khăn giấy, được. Tôi lấy bởi ít nhé. Vâng, chị cứ lấy, cảm ơn cô, một đêm tốt lành nhé. Tạm biệt. Con biết, ngày nào nhà mình cũng làm sinh nhật cho con, mỗi ngày. Ăn cẩn thận để con vào xe nhé.
Sẵn sàng chưa? 3, 2. Phụ nữ trưởng thành khoảng 35 tuổi, đạn bắn vào đầu. Xuất huyết não nặng, sinh hiệu tạm ổn định. Đóng cửa. Được rồi. Tôi xem qua có được không? Thật khủng khiếp, tôi hiểu. Nhưng anh phải trưng bộ mặt lạnh lùng ra. Ta còn phải làm việc, được chứ? Không dễ dàng gì khi có trẻ em bỏ mạng. Việc này vốn không hề dễ dàng. Đó là sự khác nhau giữa ta và chúng. Lẽ ra cô phải gọi cho tôi ngay khi cô thức dậy, tỉnh lại sau cơn hôn mê do chấn thương, đâu có giống công tắc bật đèn. Có thể vết đạn không trúng vào não, nhưng vỏ não sẽ vẫn sưng to, nhưng cô ấy vẫn ổn định chứ. Tôi không chắc về chuyện ổn. Khi cô ấy nhớ lại mọi việc thì chúng ta phải trói và tiêm an thần cho cô ấy. Cô no. Tôi là thanh tra Stan Carmichael. Thanh tra, tôi đã chờ rất lâu để được nói chuyện với cô. Tôi thành thật chia buồn với mất mát của cô. Xin lỗi vì tôi đã đột ngột xông vào. Nhưng chúng tôi đang giam 3 nghi phạm và chúng tôi buộc phải thả chúng vào ngày mai. Thay cha, không phải lúc thích hợp đâu. Tôi có thể nói chuyện được. Chúng tôi nghĩ đến chuyện đã xảy ra có thể liên quan đến chồng cô. Có tin đồn rằng anh ta dính đến kế hoạch cướp tiền của một tay buôn ma túy tên là Diego Garcia. Anh ấy sẽ không làm thế đâu. Cô nói hoàn toàn đúng. Chúng tôi lấy được tin nhắn thoại trong điện thoại của bạn anh ta. Chồng cô đã từ chối và rút lui, nhưng kế hoạch đó đã bị lộ và Garcia đã nghe được. Nguồn tin của chúng tôi đã chỉ ra một đầu mối khả quan, nhưng không ai dám đứng ra làm nhân chứng. Chúng tôi biết mọi chuyện nhưng không thể chứng minh được gì cả. Thanh tra, tôi nghĩ tạm thời như thế là đủ rồi. Cô nghỉ ngơi đi, cô nọ, tôi sẽ quay lại sau. Nhưng tôi nghĩ cô sẽ muốn giữ cái này. Tôi đã nhìn thấy chúng. Được rồi, đưa chúng ra. Nhanh lên, vào trong đó. Là số 5. Số 5, bước lên. Đưa chúng ra ngoài, nhóm tiếp theo. Số 3. Số 3, bước lên. Chính là hắn. Số 4. Cô chắc chứ? Yes, vâng, sure. Tôi chắc. Hey, cảm ơn anh.
Sao thế, anh không đói à? Nói tôi nghe, đây là cái gì? Là phù hiệu thanh tra. Đây là thứ còn sót lại của vị cảnh sát truy lùng Diego Garcia gần đây nhất. Nó được treo trong tủ đồ của anh ấy ở sở điều tra án mạng Metro. Garcia có tay trong à? Garcia có một biệt danh máy chém. Anh được gọi như thế là có lý do cả Stan. Chris Nor không hề cướp của Garcia. Anh ta mới chỉ cân nhắc, và anh ta đứng về phía bên kia bãi cỏ cùng con mình. Dù vụ này có ra sao thì cũng mặc kệ đi, đừng có dại. Anh chỉ có đường chết và chẳng thay đổi được gì cả. Xin chào. Chào cô nó. Anh là ai? Hy vọng cô không phiền khi tôi tự đi vào. Tôi là một người bạn. Cô muốn ngồi xuống không? Anh muốn gì? Lệnh trục xuất. Tôi không thể tưởng tượng nổi bi kịch mà cô đã trải qua. Làm sao con người ta có thể hồi phục sau chuyện như thế chứ? Anh đến đây làm gì? Tôi chỉ muốn cho cô một lời khuyên. Để hồi phục thì cô cần có điểm khởi đầu. Cô phải thừa nhận rằng dù rất đau lòng, sau cùng thì chẳng điều gì có thể khiến gia đình cô sống lại. Tôi hiểu đó là một sự thật khủng khiếp, nhưng không thể né tránh. Dù không phải ngay lập tức, nhưng trước sau gì, cô cũng phải sống tiếp. Nhà mới, quần áo mới, ký ức mới. Một cuộc sống mới. Cái gì đây? Lorazepam, lithium, risperidone là thuốc chống loạn thần. Này, tôi nghĩ đây đến lúc anh phải đi rồi. Có lẽ cô đã nhầm lẫn. Trí nhớ của cô hơi mông lung. Tôi sẽ nói thẳng, có lẽ cô không thật sự nhìn thấy những điều cô nghĩ là cô đã chứng kiến. Cút ra khỏi nhà tôi. Cút ra khỏi nhà tôi ngay. Cút đi. Cô nghĩ cô sẽ giành được công lý à? Bắt bọn chúng trả giá. Không đâu. Cút ra ngay. Anh còn muốn hỏi nhân chứng điều gì nữa không, anh Henderson? Một câu hỏi cuối cùng, thưa tòa, cô Đò, tôi muốn cô làm rõ một điều. Cô có nhìn thấy họ ra khỏi xe không? Không. Chiếc xe có dừng lại không? Không. Vậy cô có thể xác định các thân chủ của tôi là hung thủ sao? Chính là chúng, phản đối thưa tòa. Xin tòa cho ý kiến, chấp nhận. Cô Đò, chúng tôi mới nghe sự thật, chứ không phải ý kiến. Anh ta hỏi tôi, và tôi trả lời, không sao. Cô nhận dạng các thân chủ của tôi. Đúng chứ? Đúng thế, chúng là hung thủ. Được rồi, được rồi. Vậy gần đây cô có dùng thuốc chống loạn thần không? Gì cơ?
Lorazepam, lithium, risperidone. Còn gì khác mà tôi cần biết không? Như chuyện đó không? Chờ đã, cái đó không xác đáng. Cô nhận dạng không chỉ một mà là ba người trong một chiếc xe đang chạy vào buổi tối cách ngồi 9 mét. Một tháng sau khi hôn mê, tôi đã thấy chúng và lên cơn loạn trí. Đó là điều tôi không thể quên được dưới sự ảnh hưởng của thuốc chống trầm cảm và thuốc loạn thần. Tôi xin lỗi, anh ta không nghe tôi nói. Có thể nào cô nhớ sai không? Không. Không còn câu hỏi nào nữa thưa tòa. Trời đã, nhưng ta không nghe tôi nói. Cậu giúp tôi có được không? Cậu là công tố viên mà không làm được gì sao? Tôi thậm chí còn không có mình đặc quyền bởi TV hay tòa sau phiên điều trần hôm nay. Bằng chứng không đủ để bồi thẩm đoàn đưa ra kết luận hợp lý về bên nguyên không thể chứng minh tội trạng. Tôi thấy không có lý do gì để đưa các bị cáo ra xét xử. Chờ đã, không thể kết thúc như vậy được. Bọn chúng đã giết gia đình tôi. Connor, mới cô ra khỏi buộc. Không, chúng đã giết gia đình tôi. Hắn đến nhà tôi, mới cô ra khỏi buộc. Connor, không, tôi chưa nói xong. Mới cô ra khỏi buộc. Hắn định dùng tiền mua chuộc tôi. Connor, không, không, tôi chưa nói xong. Connor, mới cô ra khỏi buộc. Chúng là lũ sát nhân. Connor, lũ sát nhân khốn kiếp. Bỏ tôi ra, tôi sẽ giết chúng. Chấp hành viên, đưa cô ta đi. Connor, tôi đề nghị cô tham gia chương trình điều trị tâm lý. Vụ tiếp theo. Tại sao cô lại chảy máu? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô ta cứ đập đầu vào song sắt. Giờ tôi giao cô ta cho anh. Được rồi. Connor, Riley, thanh tra Stan Carmichael ở đây. Cô nghe tôi nói không? Các anh, thôi nào. Vừa đã chứng kiến gia đình mình bị giết và hung thủ vừa được thả. Nhẹ nhàng thôi có được không? Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Cô sắp đi đâu? Bệnh viện hạt, khoa tâm thần. Nơi đó đúng là ác mộng. Bệnh viện hạt, khoa tâm thần. Nơi đó đúng là ác mộng. Chờ đã, để tôi gọi điện. Này, anh ổn chứ? Vâng. Tôi xin lỗi. Anh đoán đúng rồi. Cô ta sẽ đến đây. Bằng cách này hay cách khác, họ luôn xuất hiện. Hiện tại. Carmichael, 3877, án mạng băng đảng. Sáng nay trông anh đặc biệt xinh đẹp. Cảm ơn vì đã đến đây. Tôi luôn tin vào chuyện ngủ ngon để giữ gìn nhan sắc. Lời khuyên này, chờ đến lúc anh chết rồi hãng ướp xác. Chà, cô này mới.
Chào buổi sáng, Lisa. Cô rảnh không? Chuyện gì? Có kẻ lái xe lao vào tiệm súng ở San Bernardino vài đêm trước. Đó là tiệm vũ khí hạng 3. Có cả mấy món quân sự. Bên cục gọi cho ta sau khi xem camera an ninh. Là một phụ nữ. Họ ghi được một phần khuôn mặt nghi phạm. Đưa cho bộ an ninh nội địa ấy. Để họ chạy hết hệ thống nhận dạng. Tôi làm rồi. Có kết quả khớp về một vụ đi lậu trên tàu chở hàng ở cảng LA 3 tháng trước. Trong hồ sơ vụ án có tên cô, cho nên... Inman. Em có nghĩ điều tôi đang nghĩ không? Carmichael nghe. Who? Ai cơ? Yeah, sure. Vâng, được rồi. FBI, FBI muốn nói chuyện với ta. Judge. FBI à? Các cô hết khủng bố để bắt rồi à? Sao FBI lại quan tâm đến một bà mẹ thể thao? Chẳng phải cô ta đập đầu anh 5 năm trước sao? Đập đầu mấy thằng đần đâu phải tội nghiêm trọng. Nhưng cướp ngân hàng thì có. Cái đêm Rylan Nor thoát khỏi anh, cô ta đã cướp 55.000 đô ở ngân hàng cô ta từng làm. Ta đang nói đến cùng một Rylan Nor à? Cướp ngân hàng? Vâng, cô ta biến mất. Bạt vô âm tín. Cứ như bốc hơi rồi ấy. Đùa à? Cô ta không phải kiểu người như thế. Tôi đồng ý. Một phụ nữ không có tiền án, từ gia đình cô ta có bị tàn sát dã man, cũng không thể cướp 50.000 đô rồi bỏ trốn được. Thế nên tôi mới chú ý. Ông đã phản bội lời thề bao nhiêu lần rồi, thưa tòa? Tôi nghĩ ông ăn đút lót đến mức ông chẳng nhớ nổi mặt tôi. Chả. Vậy thì, thế này nhé, nếu ông có thể nói ra tên tôi, thì tôi sẽ để cho ông sống. Dù suốt cả đời ông phải ăn uống bằng ống thông, nhưng ông sẽ vẫn sống. Sẵn sàng chưa? Ông có nhớ tên tôi không? Interpol phát hiện cô ta 4 tháng trước. Cô ta dùng tên thật ở một bệnh viện tại Hồng Kông. Vai bị chật khớp, mặt bị thương, vỡ lá lách. Tông xe à? Không biết. Cô ta bỏ đi trước khi bị bắt giữ. Biến mất thì đúng hơn. Cứ lâu lâu một manh mối lại xuất hiện ở đâu đó. Cái thì làm rõ được, cái thì không. Cô ta toàn dính đến rắc rối. Ta cần gì phải phí thời gian? Sau đó chúng tôi tìm thấy cái này trên YouTube. Chờ đã. Đó là Riley Nor à? Chính cô ta ở châu Âu năm ngoái, cùng một trong 4 bí danh mà chúng tôi tra được đến giờ. Cô ta cực kỳ giỏi việc ẩn nấp. Vậy là cô ta dành 5 năm qua đi vòng quanh thế giới, học cách gây rắc rối. Thì sao? Chúng tôi không biết chính xác cô ta đã làm gì. Chúng tôi chỉ biết cô ta đã đến LA 3 tháng trước. Camera an ninh ghi lại một vụ trộm tiệm súng vài ngày trước. Cô ta chỉ lấy vũ khí quân sự.
Súng trường tự động, súng ngắn có ổ đạn lớn, vài loại đạn dược đặc biệt. Cô ta biết chính xác cô ta đang tìm gì. Cô ta đã quay lại, và hôm nay các anh tìm được ba kẻ bị cáo buộc đã giết gia đình cô ta, bị treo ngược, theo kiểu xử tử. Anh biết hôm nay là ngày gì không? Gì cơ? Ngày hôm nay. Hôm nay là ngày gì? 21 tháng 12. Ngày giỗ 5 năm của gia đình cô ta. Các thứ quấn quanh người ông là dây kíp, dây nổ. Ông có thể dùng nó để cắt bất cứ gì, cắt dây, cắt bê tông, thẩm phán tham nhũng. Việc chứng kiến ai đó tước đoạt mọi thứ của ông, tất cả những gì mà ông có, tất cả những gì ông sẽ có, đều tan biến. Đau đớn lắm, đúng không? Và biết rằng mọi chuyện đã kết thúc, và ông chẳng thể làm được gì khác. Ông đã không đứng về phía công lý, thưa tòa, nhưng tôi sẽ làm thế. Carmichael nghe. What? Gì cơ? Okay. Được rồi. Thanks. Cảm ơn anh. Steven Goldman và Robert Henderson, công tố viên và luật sư ở buổi điều trần 5 năm trước ấy. Vâng. Goldman được phát hiện chết úp mặt xuống hồ bơi, còn Henderson bị thiêu trụi cùng ngôi nhà của mình đêm qua, cả hai người. Và chưa hết. Đội xử lý bom ở sở cảnh sát LA tại nhà của James Stevens, cựu thẩm phán hình sự mới về hưu gần đây. Nhà ông ta vừa xảy ra một vụ nổ, tan nát đến mức có tìm được gì để cho vào túi bằng chứng. Tôi không nghĩ tôi cần phải nói ông ta là ai. Ta cần phải công khai vụ này, truy nã, đưa lên truyền thông toàn bộ. Trong ổ đấy, chất hàng lên đi. Bọn em cần nói chuyện với anh, có rắc rối rồi. Chuyện gì? Chờ một chút. Nguồn tin vừa gọi đến. Ả đã xử thẩm phán và một luật sư mà ta đã mua chuộc, xử vài thành viên của ta nữa. Mấy đứa ta cử đi để giết chồng ả. Vụ đó là khi nào? Khoảng 5 năm trước. Có vấn đề gì sao? Không, chỉ là đưa Jessica ra khỏi xe, đưa cô ta đến đây và lấy một chai rượu. Còn vụ đó, treo giá cho cái đầu ả. Thế là xong. Chuyện nhân sự ấy mà, chắc anh cũng hiểu. Còn 10 tấn nữa, tôi không đến đây vì mấy thứ hàng đều của anh. Anh không nên qua mặt bang cartel. Tôi đến để truyền lại lời nhắn từ bố tôi. Đừng quên ai đã giúp anh ngồi ở vị trí này. Chỉ là hiểu nhầm thôi bà. Một lô hàng mất tích thì có thể là sai sót. Nhưng hai lô trong một tuần à? Anh nghĩ tôi muốn cướp của các anh sao? Tôi ngu đến thế thì có sống tới giờ không? Ai cũng muốn làm chó to cả.
Lũ chó nhỏ đang cố giật miếng ăn của tôi. Mọi việc chỉ có thế. Chào cưng. Cút ra khỏi đây đi. Cái điều này anh cần phải nhớ. Anh vẫn còn là một con chó nhỏ. Đừng để việc làm ăn của ta trở ngại lần nữa. Cho ai thế ạ? Cho cháu đấy. Cảm ơn cô. Bố cháu ổn chứ? Rượu chè suốt ngày. Đến lúc cháu phải chăm sóc bố. Xe đã đến điểm dừng. Xin hãy đứng. Bố, đi thôi. Chào cô. Ta đã bảo đừng có nói chuyện với người lạ. Này, mày lấy cái đồ chơi ngu xuẩn này ở đâu vậy? Ngồi xuống. Ngồi xuống đấy. Đưa ví đây. Được. Được rồi. Xin anh vui lòng đứng yên. Để xem ta có gì ở đây nào. Brian Hartley, 1214 phố Harlow. Mở miệng ra, Brian. Đây là một trong những giây phút thay đổi cuộc đời anh. Tôi đã khiến anh chú ý chưa nhỉ? Tôi muốn anh đưa con trai anh đi mua sắm cho Giáng sinh. Tôi muốn anh cho thằng bé một khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi muốn anh trưởng thành và làm một người bố mà thằng bé xứng đáng có được. Hiểu chưa? Dạ, em hiểu. Nói lại xem, em hiểu rồi chị. Thề chứ? Dạ, em thề. 1214 Harlow. Tôi sẽ không bao giờ quên anh, Ryan. Hiểu nhau chưa nhỉ? Hiểu chưa? Dạ, thưa chị. Vậy con năm đó làm gì? Tới đây. Còn bán bia rượu cho hắn thì tôi sẽ cho anh vào nơi này banh xác. Hiểu chưa? Anh có xe không? Có. Đưa chìa khóa đây. Cứ xem đây là tiền thuê xe. Này, nhầm đường rồi cô em. Thật ra thì đúng đường đấy. Cút đi. Las balas, balas.
khỏe không? Vẫn ổn cả chứ? Ta sẽ ăn sạch số tiền này. Nó là nghi phạm đứng sau vụ đánh bom hôm nay và có thể là hung thủ trong 5 vụ án mạng khác. Chính quyền tin rằng cô ta có vũ khí và cực kỳ nguy hiểm. Nếu nhìn thấy cô ta, xin hãy báo cảnh sát qua số trên màn hình. Cái gì? Nhanh lên, đến khỏi đây thôi. Nhanh lên. Ôi, chết tiệt. Chào, lại hồn. Tôi có vài câu hỏi cho anh đây. Anh không bận chứ? Không. Đám cháy đã thiêu hủy một phần cửa hàng Pinata ở trung tâm. Điên rồi. À, điên rồi. Mày nói câu đó mấy lần rồi, Marvin. Vâng, em vẫn sẽ nói lại. Thế nên mày quyết định nói hết với à toàn bộ kế hoạch. Vâng, nhưng cả bọn anh thì cũng làm vậy thôi. Tao quá ấn tượng vì thấy mảnh gù đến mức đó đấy. À, lấy bao nhiêu? Không lấy gì hết. À, đốt hết tiền luôn. Đây là cái thứ cuối cùng mà tao cần lúc này. Sếp, em xin lỗi. Anh biết là em sẽ không bao giờ, chỉ là em đang được giảm nhẹ. Cấm miệng! Tin tao đi. Ta sẽ có một cuộc trò chuyện rất ngắn về chuyện này nhanh thôi. Tăng gấp đôi bảo vệ cho con khốn đó vào phòng trước khi mặt trời lặn, trước khi ải giết cả lũ. Cảm ơn Joanna. Hôm nay Los Angeles đã chứng kiến hàng loạt sự kiện bạo lực được suy đoán là cùng chung một mục đích, thậm chí có thể là do một cá nhân duy nhất gây ra. Theo nguồn tin từ Sở Cảnh sát Los Angeles, mọi thứ đều dẫn đến cùng một cái tên, Riley North.
Vậy ai là Riley North? Trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều giả thuyết. Có khả năng nhất là chồng và con gái của Riley North đã bị bắn chết vào 5 năm trước. Trên mạng là hàng loạt những cơn bão suy đoán về sự việc liên quan. Mọi người hãy đứng ra sau giải băng. Cảm ơn rất nhiều. 34 tuổi, châu Á, nam giới. Này, xem kìa, có vẻ... Có hàng tá nhân chứng đột nhiên bị mù và chả nhìn thấy gì hết. Vậy là ta chả có manh mối nào. Bọn Hàn sẽ lại dính đến Garcia. Rửa tiền. Garcia dùng cơ sở hạ tầng của chúng để rửa tiền. Lũ khốn này sao không vui đâu. Chắc còn tồi tệ hơn rất nhiều nếu ta không ngăn chặn chuyện này. Ta đã huy động mọi xe cảnh sát tìm kiếm trong thành phố, mọi camera, khuôn mặt cô ta đầy trên TV. Cô ta biết rõ mình đang làm gì. Biến mình thành hiện tượng mạng xã hội. Hẳn là Garcia thích việc trở thành tâm điểm lắm. Chào anh. Tôi muốn anh xem qua một thứ. Phía bên này. Lưu lại. Xin cảm ơn. Đúng là khó tin. Anh thật sự nghĩ Riley North làm ra chuyện này sao? Có bố FBI của anh nghĩ thế đấy. Cái gì của tôi cơ? Stan, thôi nào, tập trung vào mục đích chính đi. Thật đáng xấu hổ. Quan hệ giữa tôi và đặc vụ Inman đơn thuần là vì công việc. Nếu anh nói thế, ôi chúa ơi. Được rồi, tôi sẽ qua bên tổ ma túy xem họ có thông tin gì về vị trí của Garcia không. Lấy danh sách, phát mã 5, cắm người theo dõi để xem cô ta có xuất hiện không. Hãy cẩn thận với người mà anh hỏi thăm đấy. Trời, lại nữa rồi. Này, chỉ cần vài người tình cờ nghe được là xong. Tôi chỉ muốn nói là anh hãy cẩn thận. Hãy gửi lời chào tới người tuyết hộ tôi. Người yêu cãi nhau à? Người tuyết gì thế? Vâng, chúng tôi đang tranh cãi xem ai bị ấn tượng bởi sức mạnh FBI của cô. Tôi thắng. Vậy cô nghĩ sao? Riley North đến Los Angeles gần 3 tháng trước. Các anh không tò mò trước đó cô ta ở đâu sao? Các anh có bộ phận phân tích tội phạm đúng chứ? Vâng, đi với tôi. Tôi đưa cô đến đó. Hết băng cartel rồi lại đến chung sò Hàn à? À sẽ nhắm đến gì tiếp theo đây? Tọc cá mà vì đã kể với ả về nhà kho. Tọc cá là thế. Được thôi. Vậy thì cử hết người đến đó và giết ả khi ả xuất hiện. Sếp. Làm sao ả biết về Marvin? Tìm đúng được người biết hết mọi chuyện. Và ả không giết hắn. Làm sao ả biết được? Hẳn là ả đã theo dõi ta. Mày nghĩ thế à? Hai lô hàng mất tích là do cô ta. Cô ta quậy phá lung tung. Tìm ra các điểm chốt. Còn khốn đó đã phá hoại phe ta suốt mấy tuần rồi. Nếu đúng thế thì ả sẽ nghĩ chúng ta sắp cử hết người đến nhà kho, không đùa giỡn nữa. Còn ả đó muốn nhà kho thì ta sẽ cúng cho nó. Hệ thống này theo dõi tội phạm xảy ra ở thời gian thực. Từ dữ liệu, ta sẽ quyết định cử nguồn nhân lực đến đâu, ngăn chặn rắc rối lan rộng ra. Có gì bất thường không? Những khu vực phạm pháp cao hơn bình thường. Ngoài đêm nay à? Cách đây vài tuần, có khu vực nào nổi bật không?
Cái này không dự đoán được tiếp theo cô ta sẽ xuất hiện ở đâu. Nhưng nó có thể cho tôi biết cô ta đã ở đâu. Cô ta đi đâu thì người chết đến đó. Cô ta phải có nơi ở chứ. Biết đâu tôi xác định được nơi cô ta đang trốn, căn cứ của cô ta và tìm cô ta theo cách đó. Không có gì hết. Không có khu vực nào nổi trội à. Không có mật độ phạm pháp tăng cao đột biến nào cả. Dù sao cũng là ý hay, tôi rất ấn tượng. Thật đấy. Mà cô muốn xem một chuyện cực kỳ thú vị không? Tôi đang xem cái này trước khi cô đến đây. Mạng xã hội bùng nổ ủng hộ cô ta. Cô ta là nghi phạm giết người hàng loạt. Đối với họ thì không. Giờ mọi người đã biết cô ta đã trải qua những gì, họ hoàn toàn ủng hộ cô ta. Xem này. Phóng to lên. Đấy, cái gì thế? Skid Row. Tại sao nó lại an toàn hơn Bel Air? Ồ, lạ thật. Trước giờ luôn như thế à? Anh vẫn giữ lại dữ liệu đúng không? Chờ tôi một chút nhé. Chuyện gì thế? Có nhìn thấy gì không? Không thấy gì hết. À, vào rồi. Nhớ đốt đi. Được rồi, vậy là tình hình phạm tội thay đổi khoảng 3 tháng trước. Trời ạ, cái gì thế? Hàng loạt báo cáo về một vụ nổ. Hỏa hoạn, một nhà kho công nghiệp ở khu trung tâm. Anh ở lại đây, tôi sẽ tìm anh sau. Tìm tôi sau, cô đi đâu thế? Tôi có một linh cảm, nhưng tôi đâu có nói gì về chuyện linh cảm. Sao? Radio đang gọi về liên tục, chuyện gì thế? Một nhà kho vừa phát nổ. Lại là cô ta à? Tôi sẽ kiểm tra. Có nằm trong danh sách căn cứ của Garcia mà anh lấy bên tổ ma túy không? Tôi không biết. Anh đã thấy là sao? Anh lấy danh sách chưa? Họ vẫn chưa hồi đáp. Được chứ, nhưng tôi đang lo liệu đây. Có lẽ họ đang bận, tình hình đang phức tạp mà. Vâng, đúng rồi, nhân tiện gửi tuyết gửi lời chào anh. Thôi nào, Moss, chẳng có ý nghĩa gì đâu. Chỉ là... Này, cô ổn chứ? Này! Này, này, cô làm gì vậy? Này, này, ra khỏi xe của tôi ngay! Chờ đã, thôi nào! Trả xe tôi đây! Là chúng. Sửa xong rồi. Sao? Chào sếp, bọn em đã nướng chín à? Phải chắc chứ.
À, ở trên đó cái nhà kho nổ tung, không đời nào ả thoát được đâu. Tin em đi, ả tiêu rồi. Bọn mày sẽ được thăng chức, sẽ sớm được quản lý vài đội. Cảm ơn sếp. Giờ thì vác xác về đây nhanh lên. Tôi sẽ quản lý vài đội. Tuyệt. Cảnh sát kìa. Sao chị biết? Làm gì các anh ngu đến mức mang xe mới đến khu này? Chào hai cháu. Tôi nói chuyện với hai cháu một chút được không? Cô Lạc à, tôi đang tìm một người. Tìm một người. Chẳng có ai tìm ai cả. Chẳng phải để lũ trẻ ra ngoài ban đêm là quá nguy hiểm sao? Giờ thì hết rồi. Tại sao thế? Vì chúng tôi đã có một thiên thần. Chiếc xe đó theo ta à? Mày nói gì thế? Tao bảo mày bớt hít lại mà. Mày càng ngày càng hoang tưởng. Cầm miệng. Chết tiệt. Thằng đó bị làm sao thế? Ôi không. Sếp, xem kìa, tại sao lại nghĩ vụ này cũng là do Drylino gây ra? Vì tôi thấy cô ấy lấy xe của một gã rồi lái đi mất. Và có vẻ cô ấy đang nổi điên. Mạng xã hội tiếp tục nổ ra tranh luận vì nữ tư hình Drylino vẫn đang ở ngoài kia. Là chúng đấy, mở cổng. Tắt điện. Bảo vệ sếp.
đừng, làm ơn. Xin đừng. Tôi không đến đây để giết cô. Bình tĩnh. Hắn, đi đi. Chết tiệt. Đừng có bà cử động. Mày là con nào? Mày muốn gì? Tôi muốn gì à? Tôi muốn công lý. Bố ơi. Đến đây con gái, đi thôi. Sếp. Sếp ơi. Sếp. À đâu, à đâu rồi? Không sao đâu, con gái, không sao. Không sao đâu. Sếp, ta phải đi thôi, ngay bây giờ. Ta phải đi ngay. Riley. Good evening. Buổi tối tốt lành, Pat. Tôi vẫn nhớ địa chỉ. Xin lỗi vì đã bỏ lỡ bữa tiệc lần trước. Riley, cô điên rồi. Mọi điều họ nói về cô là thật. Cô biết không, tôi có thể không chú ý. Cô không còn đeo nhẫn trên ngón tay nữa. Hắn bỏ cô rồi, đúng không? Vì một con trẻ hơn, xinh hơn. Chết đi. Oops. Ghê thật. Yes, đúng, hắn. Hắn bỏ đi rồi, được chứ? Cô nói đúng, tôi. Làm ơn đi. Chuyện này cũng không khiến con bé sống lại được. Tôi rất tiếc vì Carly và... Đừng có nói đến tên con tôi. Được rồi, tôi không nói. Tôi... Cô sẽ bị bắt. Cô sẽ ngồi tù rất lâu. Họ sẽ bắt được cô. Chuyện này... Tôi không muốn làm chuyện này đâu. Cảm ơn cô, tôi sẽ...
thiêu trụi nhà cô, Beth, với cô ở bên trong. Và khóa xe này. Riley! Quay lại đây! Riley! No! Không! Đừng có gào thét nữa, Beth. Tôi đùa thôi mà. Riley! No! Không! No! Không! Riley! Riley! Moss, tôi đã có thông tin anh muốn. Nói đi. Nơi này thuộc sở hữu của một công ty ngoại quốc ở Blaze. Nên lũ khốn nạn này, đây là nhà của Diego Garcia. Tôi chỉ nói thế thôi. Mày có thấy Carmichael đâu không? Tôi không gọi được cho anh ta. Đâu phải đến lượt tôi chăm cái thằng nhóc đó. Này thằng khốn. Thế anh ta thì bảo anh ta gọi cho tôi. Tôi hơi lo cho anh ta rồi đấy. Đó rồi. Này Barker. Có chuyện quái gì với bên tổ ma túy thế? Carmichael đã xin danh sách vị trí của Garcia từ các anh và bị ngó lơ là sao? Về đó có người đang muốn bảo vệ thằng hốt nạn này à? Khoan nào, Moss. Không, đừng có Moss nữa. Tôi đã cố gọi cho Carmichael cả đêm rồi. Gì cơ? Đúng. Gọi, nhắn tin, email, thậm chí còn tên bàn của anh ta hai lần. Chúng tôi đã cố phối hợp với anh ta từ khi chuyện này mới bắt đầu. Ai nói với anh là chúng tôi không liên lạc lại? Chính anh ta nói. Chị nghĩ đó là một cảnh sát khác. Hỗ trợ đâu? Làm gì mà lâu thế? Xin lỗi, họ lái xe hơi chậm. Cô tìm được gì rồi? Tôi đã nhòm ngó xung quanh. Xem tôi tìm được gì này. Trời ạ. Chiếc xe này còn không khóa. Chỉ có người điên mới để lại xe trong khu này. Nhưng đến mức không khóa cửa và có cả kho vũ khí phía sau à? Mà người quá sợ nên không dám trộm của cô ta. Tôi không nghĩ họ sợ Stan. Tội phạm khu vực này giảm không phải do lỗi của phần mềm, tỷ lệ giảm là nhờ có cô ta. Vậy cô muốn tiến hành thế nào? Cho người theo dõi, bắt giữ cô ta khi quay về. Ta có thể bắt sống cô ta. Sống à? Rõ ràng cô ta theo dõi hoạt động của Garcia hàng tuần liền. Chỉ có Chúa mới biết cô ta điều tra được những gì. Ta khiến cô ta khai ra, ta sẽ hạ được hắn. Bọn cung cấp thuốc, tóm gọn hết hàng hóa và cả băng. Nếu tin đồn là thật, Garcia có tay trong mách nước cho hắn. Và cô ta đã tiến gần hơn hẳn chúng ta. Tôi sẽ quay lại văn phòng và yêu cầu viện trợ từ Liên minh, FBI, DEA, LIPD và Bộ Nội vụ. Inma này, tôi phải nói với cô một chuyện. Vâng, gì thế? Tôi xin lỗi. Ta biết phải tìm cô ta ở đâu rồi. Mày cứ ở yên một chỗ, tập hợp cả băng. Nói với lũ khốn kia đã đến lúc kiếm tiền rồi. Có thiêu trụi cả thành phố, tao cũng mặc kệ. Nhưng vụ này phải kết thúc ngay đêm nay, hiểu chưa? Xử lý lũ khốn kia đi. Tao có người quen ở tổng đài 911, mọi cuộc gọi ở khu vực này đều thông qua hắn. Ta phải hành động thật nhanh. Cái này có khôn ngoan không? Ta đang lộ diện trong khi chưa chắc ả có ở đây. Nếu ả ở đây, ta sẽ tìm được ả. Nhanh nào, đi thôi. Này, đứng lên. Cút ngay. Kiểm tra đằng kia.
Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ phải tỉnh dậy ngay. Ở bên này. Nhà kho. Cái tay còn hẹp. Này này, đi nào. Báo cáo đi, tình hình sao rồi? Tìm thấy ả chưa? Hên xui, em đang vào đây. Ôi trời! Có người bị hạ. Cortez, chúng ta nghe thấy tiếng súng, giết được ả chưa? Cortez. Nghe tôi nói đây, cút khỏi đây. Để người dân yên. Giao ga xe cho tôi. Rồi cút đi. Nếu không, tôi thề có Chúa, tôi sẽ giết tất cả các người. Tuy các người chọn, ả đang nói láo. Tôi có thể nghe thấy sự đau đớn trong giọng cô. Cô đang bị thương. Cô bị thương rất nặng. Bị áp đảo cả về người và súng. Cô nghĩ kết cục của chuyện này sẽ thế nào? Ta sẽ bắn nát mặt mày. Mọi chuyện khác ta sẽ tính sau. Hẹn sớm gặp lại. Tôi là đặc vụ Lisa Inman. Cô cũng không trả lời. Chết tiệt. Ta phải tìm cô ấy. Để xem có dò được vị trí điện thoại của Inman không. Tìm tín hiệu tháp di động gần nhất. Tôi đang gọi đây. Xin chào, tôi là đặc vụ Lee. Tôi cần vị trí của một chiếc điện thoại. Tôi là Baker, tổ ma túy, đặc vụ Lisa Inman. Tôi cần một chiếc Stingray gấp khu vực Los Angeles 323-555-9357. Di cơ, đúng thế, ngay bây giờ. Điều khiển đâu? Điều khiển TV đâu? Điều khiển TV đâu? Đây. Tôi sẽ chứng minh ngay bây giờ. Boss, có xe rồi. Mọi người xem đi. Được rồi. Mọi người thấy đấy. Hắn ta là cảnh sát bẩn. Thằng khốn nạn. Còn tên cặn bã kia là Diego Garcia. Hắn đã giết cả gia đình tôi. Các đội tin tức hãy đến đây ngay. Và nếu bạn có điện thoại muốn chụp ảnh quay phim thì cũng đến đây ngay. Và nếu sở cảnh sát Los Angeles nghe được,
thì ở đây đang mở tiệc đấy. Tôi sẽ không đi đâu hết, đến đây bắt tôi đi. Tôi là Riley Nó, tôi đang ở Skid Row, tôi đang ở góc Olympic và San Julian. Ta có vị trí rồi, Riley, đi thôi, nhanh lên. Thả tôi ra, không. Dừng lại, này, thôi nào, nó chỉ là một đứa bé thôi. Mày dính vào chuyện này ngay từ đầu. Nếu mày muốn giúp, thì cứ gật đầu. Không, anh nói đúng. Tôi vẫn sẽ tham gia. Maria, này, con sắp chết kìa. Mày nghe thấy tao chứ? Ở đây có một người, tao muốn cho mày gặp. Nói tên đi, cưng. Nói tên mày đi. Tên tôi là Maria. Maria đây, sắp phải chết vì cô. Chết thật chứ? Cô luôn gặp xui xẻo với mấy bé gái nhỉ? Không, dừng lại đi. Tôi sẽ đếm đến 5. Tôi sẽ bắn nát đầu nó. 1. Không. 2. Maria. 3. 4. Tôi ra đây. Đợi SWAT 10 phút nữa sẽ đến. Quay đi, không chờ đợi gì hết. Bỏ xuống xuống. Cháu không sao chứ? Cháu biết cô sẽ cứu cháu. Cháu biết mà. Cháu đoán đúng rồi. Tôi đây. Thả con bé ra. Cháu phải chạy ngay đi, Maria. Cô phải đi cùng cháu. Cô không thể. Ước gì cô đi được. Đưa ả ra khỏi đây. Nhanh lên, chạy đi cháu. Đến nơi an toàn. Không. Làm ơn đi. Không. Bỏ tôi ra. Làm ơn, bỏ tôi ra. Không được. Dừng lại. Dừng lại đi. Mày sợ tao à? Giờ mày sẽ bảo một thằng lính tép diêu bắn tao à? Đồ chết nhát, không dám làm bẩn tay hả? Lôi ả dậy. Ta đang chờ đây, ta phải rời khỏi đây. Ả đang chơi trò câu giờ đấy. Kết thúc nhanh gọn đi, mày câm miệng. Để tao vui vẻ trước đã nào. Không. Mày đánh đấm như đàn bà ấy. Chúa ơi. Mày thấy chưa? À là thứ vô dụng. Phải nói là tôi có hơi thất vọng đấy. Tôi cứ nghĩ cô sẽ đánh một trận hoành tráng để tôi cũng thấy vui. Muốn nghe một bí mật không? Lẽ ra mày nên nghe lời Carmichael. Sở cảnh sát Los Angeles, đứng yên tại chỗ. Bỏ vũ khí xuống. Cảnh sát đây. Cảnh sát đây. Cảnh sát đây. Mày bắn đứng tao, thằng hốt không. Cái không được vào trong. Ở yên đấy. Này, này.
Tránh ra, tránh ra. Tránh đường mau. Riley, no. Lùi lại. Chúng tôi sẽ bắt hắn. Chúng tôi sẽ xử lý hắn. Như lần trước ấy à? Không, hắn không thoát được đâu. Bỏ xuống xuống đi. Riley, nằm xuống đất. Đừng làm thế. Tôi xin cô đấy. Làm mới đi, Riley. Còn điên. Mày sẽ ngồi tù còn lâu hơn tao. Tao với mày sẽ không vào tù. Ngưng bắn. Chết tiệt. Cô ta biến đâu rồi? Trực thăng. Có phát hiện gì không? Có phát hiện gì? Chúng ta đã mất tầm nhìn. Hỗn loạn lắm. Cô ta có thể ở bất cứ đâu. Ta sẽ phong tỏa trong phạm vi mở khu nhà. Nhưng ai mà biết được. Không cần, tôi biết cô ta đi đâu rồi. Mẹ nhớ hai bố con lắm. Mẹ nhớ hai bố con nhiều lắm. Riley. Chồng tôi. Con gái tôi. Họ đang chờ tôi. Làm ơn để tôi chết đi. Tôi không làm thế được. Đây không phải cái kết của câu chuyện. Với tôi thì phải đấy. Gọi cấp cứu. Ngay. Xin cảm ơn. Vậy Riley Knorr là nữ tư hình, người hùng nhân dân, tội phạm, hay tất cả mọi danh xưng trên. Dư luận đa số đều ủng hộ cô ấy, nhưng có thể luật pháp sẽ không đồng ý. Lập trường của Sở Cảnh sát LA đã được làm sáng tỏ vào một giờ trước bởi Sở trưởng Matthew Roger. Lập trường của Sở Cảnh sát Los Angeles rất rõ ràng. Riley Knorr phải đền tội, và cô ta sẽ bị xét xử vì giết người hàng loạt. Có câu hỏi nào không? Anh khỏe chứ? Thay cha Bertrand, tôi sẽ trông cho anh một chút. Anh đi uống cốc cà phê đi. Vâng.
Chào Riley. Nhớ tôi không? Cô cảm thấy sao rồi? Cô đã giết rất nhiều kẻ xấu. Cô triệt hạ một tổ chức ma túy khổng lồ và trần những kẻ dơ bẩn ngay trong sở của tôi. Không có cảnh sát nào mà tôi quen biết. Chà, nói chung là vài người trong chúng tôi ước gì mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách khác. Được rồi. Hy vọng cô sớm bình phục.
Thank you.